Huyền thư Tarot xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với trả bài chung có chủ đề họ tìm thấy điều gì ở họ qua bạn. Trên tay của Huyền thư là một tụ bài, đây là trả bài không chọn tụ bài. Trả bài chung mang nguồn năng lượng tổng hợp nên không phải lúc nào cũng có thông điệp các bạn cần và thông điệp trùng khớp với câu chuyện của các bạn. Bây giờ chúng ta bắt đầu vào trả bài. Như thường lệ, trả bài đầu tiên bao giờ cũng là phần check năng lượng nhé. Phần này có vai trò là định hướng năng lượng để các bạn nghe, có nhận ra, có nhận thấy mình ở trong trạng bài không. Và nếu không thì các bạn có quyền quyết định là ở lại hay rời đi nhá. Rồi, trạng bài cho mình thấy là có một mối quan hệ. Ở đây rõ ràng có hai năng lượng, một đây, một đây. Có nghĩa là các bạn tương tác dù là mối quan hệ tình yêu hay là hôn nhân vợ chồng hay bất kỳ một cái mối quan hệ nào thì mình cũng thấy là có một người nói, nhưng mà Queen of Swords trong cái năng lượng này thì mình nghĩ là Queen of Swords là một người rất là khôn khéo. Dùng cái từ khôn khéo thì mình nghĩ là dùng từ không đẹp đâu, mà chỗ là họ là một người khá là thông minh trong việc sử dụng ngôn ngữ biểu đạt cái ý nghĩ của mình, suy nghĩ của mình, tư tưởng của mình, làm thế nào để cho cái người nghe hiểu được ý của mình một cách theo kiểu nó vừa đủ ấy, nó vừa đủ cái năng lượng của tám nghệ. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng là nếu mà Queen of Swords nó là một cái dòng năng lượng chẳng hạn, cái dòng ngôn ngữ ấy, đấy, thì nó họ sẽ đạt thế nào để nó khai thông, nó lưu chuyển, nó luân chuyển, làm thế nào để cho đối phương hiểu được vừa đủ, không quá gấp gáp, không quá nhanh mạnh nhưng mà cũng không ngập ngừng, không bối rối. Nhưng cái người kia rõ ràng là nghe, mình có cảm nhận thấy là rõ ràng là anh ta nghe. Ở đây mình có thể cho là năng lượng nữ, mình thấy năng lượng nữ ở đây và năng lượng nam ở đây. Có nghĩa là anh ta nghe nhưng mà kệ, cứ lờ đi. Nhưng lờ đi ở đây có nghĩa là vì một lý do nào đó mà anh ta không nói, chứ không phải là anh ta lờ đi theo kiểu là anh ta không có gì để nói hoặc là không muốn nói các bạn nhé. Có là anh ta tập trung vào cái năng lượng của đồng xu này, giống như tai thì nghe cả, nhưng ngoài mặt thì giống như là anh ta cứ tập trung vào một cái gì đó. Nhưng kỳ thực ở cái phía mà người nữ không nhìn thấy ấy, mà chỉ qua tarot mới có thể nhìn thấy, đó là anh ta đang cố gắng nỗ lực hết mình để đi qua một giai đoạn nào đấy. Và trong cái giai đoạn đó thì anh ta nghĩ rằng tại thời điểm này tốt nhất là im lặng, đúng không? Năm kiếm cũng là sự im lặng, bốn xu cũng là sự im lặng, cho đến khi nào năng lượng của The Tower, nghĩa là có một cái gì đó nó thuộc về một cái dòng cũ kỹ, năng lượng của The Tower nó là dòng thời gian cũ kỹ, một cái gì nó không còn phù hợp, mà nếu như mà chạm vào nó không ảnh hưởng đến đến họ hoặc là đến cả hai, thì lúc đấy mọi sự mới nên bắt đầu, mọi sự mới nên vận hành. Các bạn hiểu không ạ? Vậy thì như thế này, cái dòng năng lượng này, cái năng lượng của trả bài này cho các bạn thấy hai vấn đề. Một, đây là một vấn đề đang diễn ra trong mối quan hệ của bạn. Có nghĩa là bạn với một người nào đó luôn tương tác theo kiểu là bạn nói cái gì đó và họ cứ im lặng. Và thứ hai đó là nó là xuyên suốt, nó là cái dòng chảy, nó là cái năng lượng xuyên suốt mối quan hệ của hai người. Có nghĩa là mối quan hệ của hai người luôn có kiểu một người nói, một người thể hiện cái gì đó và người kia luôn im lặng. Nhưng mà có một cái gì đó vẫn cứ ràng rịt, vẫn cứ răng mắc giữa hai người, chứ nó không đơn thuần là một mối quan hệ theo kiểu là một bên kia nói, bên kia mặc kệ, thậm chí tìm mọi cách để trốn chạy, tìm mọi cách để né tránh. Các bạn biết không, khi các bạn nói mà cái người kia họ không muốn nghe á, thì họ thẳng tay. Có nghĩa là nếu mà hai người đang ngồi nói chuyện đối diện với nhau, họ thẳng tay, họ đứng dậy luôn, thôi đừng nói nữa, nhiều lời quá, đúng không? Đấy, hoặc là nếu tương tác ở một mặt nào đó trên các nền tảng xã hội chẳng hạn, thì có thể họ sẽ chặn các bạn lại, đúng không? Đấy, hoặc một cái gì đó rất phũ phàng, nhưng ở đây rõ ràng là họ nghe, họ tiếp nhận. Ví dụ họ nghe, họ đọc, nhưng họ cứ im lặng. Vậy thì cái sự im lặng đó nó biểu hiện là họ đang phải đi qua cái năng lượng này. Một là họ đang phải đi qua, ví dụ như là cái hoàn cảnh cá nhân của họ nó đang có những cái chuyện như là 6 kiếm, 5 kiếm, 4 xu, đúng không? Để các bạn nhìn lá bài, mỗi người tự cảm nhận theo cách riêng của mình để các bạn biết là cái người kia đang gặp chuyện gì, đúng không ạ? Còn thứ hai nữa, đó là họ hiểu rằng đây chưa phải là cái thời điểm để hai bên nói chuyện với nhau. Bởi vì giống như là mình có cảm giác như là cái người này họ linh cảm được là họ dùng từ linh cảm thì hơi quá, nhưng mà họ hiểu là cứ nói chuyện với nhau là thế nào nó cũng xảy ra là cãi nhau. Năm kiếm đại biểu cho cái sự cãi nhau, chiến tranh đã tàn, chiến tranh lạnh ấy. Bốn xu là cuối cùng
Một người thì bỏ đi và một người thì ôm khư khư cái ấm ức ở bên trong á. Mình có cảm nhận thấy như là họ cho rằng giữa bạn và họ nó không có cái, nghĩa là khi giao tiếp với nhau ấy, nó có vấn đề. Có nghĩa là người nói đằng này thì người hiểu đằng kia, và một người thì ôm cái tức ở trong lòng, xong là ôm tích mãi ấy. Sau này nó trở thành một cục, xong bắt đầu bùng nổ và họ sợ gặp lại cái điều đó. Thì các bạn thử kiểm tra xem có đúng là cái năng lượng này không, và họ nghĩ là tốt nhất là không nên nói chuyện đấy, và họ vẫn giữ một cái gì đó theo kiểu như là họ họ vẫn nghe, họ vẫn tiếp nhận nhưng họ không trả lời, bởi vì họ nghĩ là đối với một người mà theo kiểu mình, theo kiểu người ông nói gà bà nói vịt đi, diễn đạt như thế cho dễ hiểu, thì bây giờ nói ra thế nào cũng xảy ra chiến tranh thôi, thì cứ để cho sóng gió qua đi, khi nào cây lặng gió dừng thì lúc đấy A of One 6 gậy, có nghĩa là lúc đấy trồng cây nó đại biểu cho cái việc là thắp lửa lại mối quan hệ, nó vẫn chưa muộn, có nghĩa là họ nghĩ như thế. Vậy thì cái năng lượng này, một đang diễn ra, hai là nó chính là cái luôn liên tục xảy ra trong mối quan hệ của các bạn, thì đây có phải câu chuyện của các bạn hay không ấy, là tự các bạn nhận ra ngay. Còn nếu người nào bảo ôi nghe khó hiểu thế, chả hiểu đang nói cái gì, thì có nghĩa là không có câu chuyện của bạn ở đây nhá. Rồi rất là rõ ràng như thế. Rồi nếu như mà ai thấy câu chuyện của mình ở đây thì chúng ta tiếp tục nghe, còn nếu ai nghe mãi vẫn không hiểu được thì các bạn có thể dừng lại nhé. Thực ra có một lý do để có thể lý giải cho cái việc là vì sao mà trả bài nó khó hiểu, là cái người này, cái tâm tư của họ rất là khó đoán. Các bạn biết không, trả bài riêng cũng thế. Có những người mà tính cách của họ thẳng thắn ấy, đọc bài rất là nhẹ nhàng, nhưng mà có những người mà mình luận mãi không ra. Thế mình mới bảo là cái người này tính cách của họ rất là khó hiểu, thì đối phương mới xác nhận rằng đúng là như thế. Cho nên là cái năng lượng bài nó khó đọc là bởi vì cái người đó tính cách họ sâu sắc, họ khó đoán. Các bạn hiểu không ạ? Rồi có phải là đối phương của mình hay không, hay là chính mình hay không thì tự các bạn biết nhá. Rồi bây giờ chúng ta vào câu hỏi chính, đó là cái người đó họ nhận thấy điều gì ở họ qua bạn nhá. Có nghĩa là các bạn có biết lý do vì sao mình có trả bài này không? Trưa nay mình phải nói rằng mình rất là may mắn khi mà được nghe một cái cuộc trò chuyện, mình nhớ, không nhớ tên kênh, không nhớ tên tên nhan đề của video nữa, nhưng mà đó là cuộc trò chuyện của thầy Minh Niệm và một MC tên là Bình đó. Mình có một câu nói, mình nghe một câu nói và nó bắt ngay, mình bắt ngay lấy cái năng lượng đấy để mình làm trả bài này, đó chính là tình yêu chính là cuộc tìm lại chính mình, đúng không ạ? Tình yêu chính là một quá trình, một hành trình tìm lại chính mình. Mình học được rất nhiều, mình nghe được rất nhiều và học được rất nhiều các thông tin, kiến thức qua cái câu chuyện đó, thì mình sẽ bóc nó dần ra để mình làm từng trải bài một. Còn là dạo này mình hay đăng những cái câu hỏi, mình hay đặt những câu hỏi trên các cái gọi là chỗ tra cộng đồng của mình á, của kênh mình, và nếu các bạn chịu khó các bạn tương tác, đó chính là cái cách mình lấy liên kết với các bạn để mình làm trả bài chung đó các bạn. Có nghĩa là mình sẽ thiên trả bài của mình hướng vào việc tâm lý trị liệu, có nghĩa là mình rất muốn biết các bạn đang ở trong giai đoạn nào, các bạn gặp chuyện gì để mình định hướng cái trả bài chung nhá. Đó thì nếu mà ai cảm thấy muốn thì các bạn tương tác ở dưới, comment ở dưới cho mình biết nhá. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu đọc bài với câu hỏi là người đó tìm thấy ở họ điều gì qua bạn. Trước hết đó là họ tìm thấy cái năng lượng này, The Empress. Cho nên chắc hẳn ở đây bạn là ai thì tùy các bạn đổi chiều, bởi vì khi mình không chia năng lượng nam và nữ thì các bạn tự đặt mình vào trải bài này để nhận ra mình là ai. Thực ra nếu nếu có năng lượng ở đây là các bạn nhận ra ngay thôi. Còn khi mà các bạn không nhận ra mình là ai cả thì nó không đơn giản là không có năng lượng của bạn. Thì mình chỉ đọc một chiều thôi, còn tự các bạn vận dụng nó vào câu chuyện của mình nhá. Đó, họ nhìn thấy năng lượng của The Empress. Cái lá bài này vẽ hình của một người mẹ, một người phụ nữ, mà nhìn vào đây mình thấy một năng lượng dịu dàng, cái sự dịu dàng, sự giàu có, sự thịnh vượng, sự cho đi. Có nghĩa là mình cảm thấy ở cái người này này có một cái năng lượng mà bất kể ai gặp chuyện gì, dù đây giống như người này đó, theo kiểu là đói khổ này, thiếu khó khăn này, thiếu thốn này, đấy, mất hết tư tưởng này, năng lượng này, thì chỉ cần gặp người này thôi thì tự nhiên giống như có một cái gì đó trỗi dậy trong anh ta đó. Nếu các bạn cứ tưởng tượng là nếu như đây là biểu hiện cho sự khó khăn về mặt vật chất chẳng hạn, thì ngay lập tức gặp cái người này thì anh ta sẽ được cho đi, có nghĩa là anh ta sẽ gặp cái sự may mắn để
chính người này cho hoặc một người khác cho đi, hai đó là anh ta đang cảm thấy chả có động lực sống gì cả, cảm thấy cuộc đời chả có gì ý nghĩa cả, thì chỉ cần gặp cái người này thôi thì anh ta tự nhiên sẽ cảm thấy mình nên sống một cuộc đời có ích thay vì cái việc là mình chỉ ngồi để than thở buồn khổ như thế này, đúng không ạ? Giống như là sáng nay mình có một cuộc trò chuyện với một người dọn nhà theo giờ của mình á. Mình chỉ bảo với chị một điều rằng khi mà em nhìn vào cuộc đời á thì em thấy mình may mắn hơn rất là nhiều. May mắn lắm các bạn. May mắn ở chỗ là vào trời lạnh như thế này mình vẫn có áo ấm để mặc, chăn ấm để nằm, đúng không? Một ngôi nhà để ở. So với những người mà không đủ áo ấm, không đủ chăn ấm, không đủ nhà, chúng ta quá là may mắn. So với những người mà đang bị mất việc, thậm chí đang lang thang đi tìm việc, mình có một việc để làm thì quá là tuyệt vời. Và so với rất nhiều người khác, đúng không ạ? Mình có hai đứa con, bố mẹ vẫn đang còn mạnh khỏe. Trời ơi, cảm thấy mình may mắn vô cùng. Chị bảo với mình một điều là tại sao cứ mỗi lần nói chuyện với em, chị luôn cảm thấy ồ mình cũng thật sự là may mắn, chị luôn cảm thấy mình có động lực để sống tốt hơn. Đó chính là cái năng lượng này đây. Cho nên là nếu như ai mà thấy mình ở đây này thì hãy phát huy các bạn nhé. Hãy tự hào vì mình có năng lượng này và hãy bồi dưỡng nó, hãy phát huy nó và hãy khuyến khích cho nhiều người hơn nữa để cho họ cũng có năng lượng giống như bạn, để họ lan tỏa cái năng lượng này để giúp nhiều người tốt hơn, từ thiện. Nó chính là này đây, tôi gọi là từ thiện năng lượng. Đúng không ạ? Từ thiện tri thức, từ thiện kiến thức, từ thiện năng lượng, từ thiện tình yêu thương các bạn ạ. Và cái người này họ tìm thấy ở bạn cái điều đó. Vậy thì có thể trước đây họ là một người theo kiểu giống như là khi họ nhìn thấy một cái việc gì đó họ thường hay dễ chán nản chẳng hạn, thì bạn chính là người giúp họ nhìn thấy cái năng lượng sống tích cực để họ sống tốt hơn. Hoặc chính họ khi mà theo kiểu khi họ nhìn một cái vấn đề nào đó nó đã theo kiểu một cái nỗi đau hoặc là một sự đổ vỡ nào đấy ấy, họ từng có xu hướng tiêu cực, thì chỉ từ khi gặp bạn họ cảm thấy rằng ồ mình vẫn còn một cách nào đấy để làm cho cái cây này sống lại, mình vẫn còn một cách nào đó để khắc phục lại. Và họ nhìn thấy cái nội lực của mình, cái khả năng tiềm ẩn của mình ở bên trong từ khi gặp bạn. Thứ hai, có thể trước đây họ là người rất dễ bỏ cuộc. Mình dùng cái từ có thể thôi nhá. Đấy bởi vì tài bài chung, có thể nó đúng với trường hợp này lại không đúng với trường hợp kia. Họ là người rất dễ bỏ cuộc. Ví dụ như khi mà gặp một khó khăn nào đấy, họ sẵn sàng, họ buông tay. Thậm chí ở đây mình còn thấy có cả những người mà tính của họ khí khái, nghĩa là tự nhiên mình thấy cái năng lượng đó thôi, khí khái. Họ không thích cho, à quên, họ không thích nhận của người khác. Họ luôn cảm thấy rằng ai đó cho mình một cái gì đó là họ thường có xu hướng là họ từ chối, họ chối đầy đẩy mình, thậm chí mình phải dùng cái từ là họ chối đầy đẩy. Nhưng mà từ khi họ gặp bạn thì họ cảm thấy rằng mình hãy nhận của ai đó một thứ gì đó để cho người đó vui. Các bạn hiểu không ạ? Ví dụ thế này nhá, có một người họ nghèo hơn bạn rất là nhiều, đúng không? Thế có một ngày họ nhà họ vườn nhà họ có một cái thứ quả gì đó nó bình thường thôi, bạn mà ra chợ bạn mua đầy, đúng không? Dùng dân gian hay dùng cái từ đó là ra chợ mà mua thì đầy, đúng không? Nhưng mà họ quý vô cùng bởi vì đối với họ đó là tài sản của họ và họ mang họ cho bạn. Vậy thì nếu bạn chối đầy đẩy thì sẽ làm cho họ hoang mang thế này, đúng không? Họ hoang mang, họ phân vân, họ nghi vấn, họ nghi ngờ về khả năng của mình, về năng lượng của mình, về con người của mình. Nhưng mà nếu như bạn nhận năng lượng của sáu gậy đại biểu cho cái niềm vui, đúng không ạ? Ở đấy bạn nhận của họ thì họ vui vô cùng, họ cảm thấy là ồ mình sống thật là giá trị, cái quả mà mình trồng ra mà cô ấy hoặc là chú ấy anh ấy cảm thấy rất là vui, và bạn sẽ cho họ một năng lượng khác. Vậy thì có nghĩa là bạn giúp họ đặt họ ở ranh giới của cái việc đó, chính là mình từ chối và mình nhận của một người nó sẽ mang lại kết quả gì, và đương nhiên là họ sẽ đi theo cái năng lượng tốt đó, chính là họ nhận một cái gì đó cho người khác vui. Thứ hai nữa, ở đây có một trường hợp nữa, trả bài chung thì nhiều nguồn năng lượng mình sẽ đọc hết, đó là trước đây có thể họ né tránh các bạn. Ví dụ như là giữa hai người có một cái chuyện gì đó, họ thường hay né tránh cái sự từ chối, đã quên xin lỗi, họ né tránh cái sự giải quyết, họ từ chối cái việc là tương tác giải quyết làm việc với nhau và họ mặc kệ bạn, họ cứ đi, họ cứ làm theo ý của họ thôi. Sáu gậy ở đây nó còn đại biểu là tôi cảm thấy cái gì vui, cái gì tốt cho tôi thì tôi làm, còn cái việc là cô hoặc là anh tiếp nhận thế nào, suy nghĩ thế nào thì mặc kệ. Nhưng mà bây giờ họ nghĩ khác rồi, từ bạn họ hiểu một điều rằng khi ta làm một cái gì đó, trước hết ta phải nghĩ xem là cái cách mà chúng ta đối xử với người đó
nó sẽ như thế nào. Ví dụ như là ta không thích, đúng không, tôi không thích thì tôi không nhận, tôi không thích thì tôi không tiếp nhận, tôi không trả lời, tôi không tương tác, đấy là quyền của tôi, còn cô tự xử lý vấn đề của cô, cảm xúc của cô. Nhưng mà qua bạn thì họ hiểu một điều rằng đó là sự ích kỷ. Nếu mà ta chỉ sống cho bản thân ta thôi thì vô tình ta trở thành ích kỷ rồi. Cái người đó có thể chỉ vì một cái sự cư xử của ta thôi làm cho họ cảm thấy hoang mang, cảm thấy băn khoăn, cảm thấy mất ngủ, thì cái điều đó là không nên. Họ nhận ra cái điều đó và họ thay đổi các bạn ạ. Họ thay đổi năng lượng của pay up thấp. Pay up thấp có nghĩa là họ dần dần mỗi khi họ nói một cái gì đó, họ làm một cái gì đó, họ thường có xu hướng họ nhìn lại. Giống như họ đặt mình vào vị trí. Pay up thấp đại biểu cho một cái thứ năng lượng nó dịu dàng, sự quan tâm dịu dàng, sự nhìn lại dịu dàng, xem là cái mà mình mang lại cho người khác ấy nó như thế nào. Và mình nghĩ có thể là họ thay đổi bằng cách đó. Có nghĩa là họ không lặng im, họ không theo kiểu họ lạnh lùng, họ chối từ, hoặc là họ có lặng lẽ kệ các bạn. Có nghĩa là tôi đọc tin nhắn đấy nhưng mà tôi không trả lời, đấy, hoặc tôi biết có tin nhắn tôi không đọc, tôi đọc tin nhắn tôi không trả lời, tôi nghe cuộc gọi đấy nhưng mà tôi thấy cuộc gọi nhưng tôi không nhận, vân vân. Hoặc là tôi nghe em nói hoặc anh nói đấy nhưng mà tôi không thích, trả lời thì kệ. Thì bây giờ họ đã hiểu được, họ dùng cái năng lượng của tình yêu, của sự thấu hiểu này này, họ hiểu được rằng nếu mình thay đổi cách cư xử đi thì mọi thứ nó sẽ êm đẹp, ai cũng vui cả, đúng không, người khác vui mình cũng vui. Và cái Queen of Pentacles này giống như là các bạn thấy nữa, ở đây là một người, ở đây là một người, và tự nhiên có hai người đang làm việc với nhau một cách vui vẻ. Thì cái này nó hơi khó hiểu bởi vì nó có rất nhiều năng lượng tồn tại trong trả bài này, nhưng tóm lại có thể hiểu một điều rằng cái mà bạn ảnh hưởng đến họ đó chính là gì, đó là họ họ nhìn thấy bản thân họ qua bạn ấy, đó chính là bên trong họ có khả năng kết nối, khả năng làm cho người khác vui, và cái khả năng đấy nó tiềm ẩn sẵn bên trong họ. Và nếu như họ không làm, họ không mang cái điều đó ra để họ thực thi với cuộc đời thì điều đấy là điều không nên một chút nào, thậm chí điều đó là điều có lỗi. Mình thấy họ nhận thấy cái điều đó và họ dần dần thay đổi. Ở đây mình thấy có một người có cái tính cách hơi cố chấp, nam ấy, hơi cố chấp, hơi bảo thủ, thậm chí cái tôi rất là cao. Và nếu như họ mà thay đổi thì họ cũng không để cho bạn biết đâu. Đó, họ họ không, thậm chí mình còn đọc được cái năng lượng là họ không muốn cho bạn biết là vì họ, vì bạn mà họ thay đổi. Bởi vì có cái gì đó, cái tôi rất là cao, giống như là họ chỉ muốn họ trở thành người thầy của bạn thôi chứ bạn không thể trở thành người thầy của họ được. Nhưng mà họ sẽ dần dần, họ sẽ từ từ, họ sẽ từng chút một thay đổi theo bạn nhé. Rồi tiếp tục vẫn là trả bài thứ hai. Họ nhận thấy điều gì ở họ qua bạn. Mình thấy có một câu chuyện thế này. Mình thấy một câu chuyện thế này, mình sẽ chỉ cho các bạn thấy nhá. Đây này, một người tặng quà cho một người và một người cảm thấy cực kỳ vui vẻ khi mà đón nhận món quà đó, và làm cho một người băn khoăn, bối rối, một người nghi ngờ và sống trong sự nghi ngờ đó, và nó tạo thành ba gậy. Có nghĩa là các bạn cứ tưởng tượng đó là một câu chuyện. Ví dụ như là nếu bạn, các bạn có hiểu ý mình không? Đó là một câu chuyện này, người này tặng quà cho người này và hai người rất là vui vẻ với nhau, vô tình làm cho cái người còn lại cảm thấy băn khoăn, suy nghĩ rất nhiều, và cái sự băn khoăn nó trở thành cái sự ám ảnh, bối rối, đau khổ, và cái kết của nó chính là ba gậy. Nghĩa là một cái mối quan hệ nó rơi vào ba gậy vẽ hình một cái người đàn ông đang bị mắc kẹt ở chỗ một cái đảo hoang, và anh ta đang ra sức để kêu cứu, anh ta tha thiết, anh ta muốn được về với gia đình, năng lượng của bốn gậy, nhưng mà chỉ có một mình anh ta thôi, không không giống không có người đến cứu ấy. Thì giống như là nó đại biểu cho cái sự bế tắc, đây hình ảnh của một cái người chỉ ăn vào thôi, nó đầy ức, nó đầy ứ lên mà không giải quyết được vấn đề. Và trong thời điểm đó thì anh ta rất nhớ gia đình, anh ta cảm thấy hoàn toàn cô đơn, nó cứ xen lẫn như lá bài, một bên là sự đoàn tụ, gia đình hạnh phúc, và một bên là sự cô đơn, vân vân. Vậy thì cái điều mà họ thấy ở họ qua bạn đó chính là có phải mình đã từng làm một cái gì đó, mình vô tư, mình làm một cái gì đó để khiến cho người còn lại đau khổ không? Vậy thì nếu như mà mình cứ vô tư rằng tôi không có cái gì cả, đúng không? Tôi tặng quà cho cô này chẳng qua bởi vì tôi và cô ấy có mối quan hệ làm ăn, có mối quan hệ công việc, hoặc chỉ đơn giản là bạn thôi, mà vô tình làm cho cô nghĩ ngợi thế này thì đó là chuyện của cô, không có liên quan đến tôi. Người này còn cái người này này, cái người trong câu chuyện này này là đối phương của bạn hay bạn ấy, thì đều có một tính cách là tôi chỉ làm việc khi tôi thấy đúng, còn nếu mà cô không thấy đúng thì tôi không có việc gì tôi phải giải thích cả, cô hiểu thế nào tùy cô. Nhưng mà cái điều mà họ nhìn thấy qua bạn đó chính là
Vậy thì cái việc mà ta làm, ta cứ thấy đúng, nhưng mà mặc kệ người khác nghĩ gì, liệu nó có nên không? Đúng không ạ? Nó đã có phải là tốt không? Đó, có nghĩa là một cái tình huống nào đó diễn ra, hoặc là một cái gì đó bạn họ nghe thấy, họ cảm thấy ở bạn, khiến cho họ đặt câu hỏi này. Và giống như là, một là họ đã từng cư xử như thế với bạn hoặc với một người nào đấy, thì khiến cho họ suy nghĩ lại rằng cái cách mà chúng ta cư xử, ta vô tình ta cứ nghĩ là ta tốt, ta đúng và ta không việc gì ta phải thay đổi hoặc là ta phải giải thích cả, vô tình làm cho một người khác, một người đã từng rất đau, một người đau khổ, rất đau khổ. Và cái mối quan hệ ở đây nó còn đại biểu cho một cái năng lượng là nếu đây là một mối quan hệ thì nó luôn rơi vào trạng thái là hôm nay đoàn tụ, đây ngày mai rơi vào bế tắc. Đó, hôm nay hạnh phúc vui vẻ, ngày mai rơi vào sự im lặng. Hôm nay cảm thấy vui vẻ, ngày mai rơi vào sự cô đơn, vân vân. Nó đến từ cái năng lượng này. Đó. Cái trả bài này thì rất là đơn giản. Đúng không ạ? Mình chỉ đọc như thế thôi. Vậy thì ở đây mình thấy cái điều mà họ người khác nhìn thấy, à, họ nhìn thấy ở bạn ấy, đó chính là cách cư xử nha các bạn nhé. Ừ thì trả bài thứ hai mình thấy đơn giản như thế cho nên mình chỉ đọc ngắn gọn thôi. Trả bài thứ ba vẫn là câu hỏi đó, có nghĩa là mình khi mình trả bài thì mình khi nào hết mạch, nghĩa là hết ý ấy, mình không còn đọc được cái gì nữa, mình cảm thấy đủ thì mình dừng lại, còn nếu vẫn còn muốn cảm thấy muốn nốt bài thì mình sẽ nốt bài thêm. Đó là họ thấy điều gì ở họ qua bạn. Họ thấy khả năng, cái khả năng nuôi dưỡng hạnh phúc, khả năng tạo, cái khả năng nuôi dưỡng này tạo nên hạnh phúc này, khả năng khôi phục này, khả năng tái sinh này, khả năng sống lại này, khả năng mang lại tình yêu và niềm vui cho người khác của họ thông qua bạn. Có nghĩa là họ nhìn thấy cái khả năng đó ở mình. Nó lợi the tower, vẽ hình của một cái, đây là gọi là một cái, cứ gọi là cái tòa tháp đi, nó bị đánh sập xuống rồi. Nhưng sau đó thì nó mọc lên một cái mầm cây, các em khắp nó đại biểu cho một cái tình yêu mới, một cái sự sống mới, có thể gọi là bông hoa hay mầm cây, cây tùy các bạn cảm nhận, bởi vì tarot nó mang tính năng lượng, chúng ta có thể tưởng tượng biến hóa tùy theo cái gọi là cái khả năng cảm nhận bài của chúng ta. Đó thì nó chỉ đại biểu là ở đây là sự sống và là sự chết, đúng không? Sự sống nảy sinh từ trong cái chết, hạnh phúc hiện hình từ những đau khổ hy sinh. Ở đời này không có đường cùng, chỉ có những ranh giới, đúng không ạ? Đây là những câu nói trong tác phẩm Mùa Lạc của Nguyễn Khải. Đó, vậy thì đây chính là cái năng lượng này, và từ cái năng lượng của Air Cup này nó mọc lên, đúng không? Nó mọc lên 10 xu. Từ cái thái độ sống này nó mang lại cái sự đầm ấm sung túc và đủ đầy này đó, nhưng mà cuối cùng có một người đã buông ở đây có nghĩa là thờ ơ, lãnh đạm, hờ hững, để cho một người cứ phải tự chăm lo, một người tự vun trồng này. Các bạn tưởng tượng này giống như là cả một cái vùng cây, nó đại biểu cho một cái cây cối gì đó ấy. Cô này cô ấy gieo hạt rồi cô ấy thu vén mùa màng, tất cả mọi thứ chỉ một mình cô ấy làm thôi. Nó đại biểu cho cái mối quan hệ, nếu là một mối quan hệ của 10 xu này thì có một người cứ hờ hững, đúng không? Còn một người thì tự tự vun trồng, tự là tái sinh. Ừ, rồi khi người kia hờ hững bỏ cuộc thì cái người còn lại cũng cứ chăm chỉ vun trồng thế này, còn người kia thì cứ theo kiểu trênh trao thế này thì đấy, rồi im lặng thế này, rồi băn khoăn thế này, thì cái người kia họ vẫn cứ một mình họ kệ. Có nghĩa là các bạn ơi, khi mình đọc đến cái năng lượng này tự nhiên mình nhớ đến lời chia sẻ của thầy Minh Niệm. Thầy Minh Niệm có nói câu thế này: bố của thầy đã từng là một người phản bội mẹ thầy. Có nghĩa là thầy mới nói, khi mà nói về gọi là tỷ lệ ly hôn ở trên thế giới ấy, thì MC Bình có nói một câu là người Việt Nam không phải là đứng trong cái top đầu tỷ lệ ly hôn cao nhất thế giới đâu, mà thậm chí là cái top là tỷ lệ ly hôn thấp nhất thế giới. Đứng trong 10 nước có cái tỷ lệ ly hôn thấp nhất, nghĩa là 25%. Vậy thì thầy Minh Niệm mới nói rằng có thể bởi vì cái truyền thống của người Việt Nam đó là sự chấp nhận, chịu đựng và hy sinh. Xong thầy mới kể rằng bố của thầy đã từng là một người đàn ông phản bội. Mẹ của thầy rất đẹp, đã từng là hoa khôi của cả một cái vùng đấy. Thầy nói là nếu mà hỏi mà có 5 người con mà thầy kể là mẹ thầy không nói gì, nghĩa là khi biết mà bố của thầy phản bội thì mẹ không nói gì cả. Mẹ cứ lặng lẽ nuôi 5 anh em thôi. Nhưng mà nếu hỏi là mẹ thầy có đau khổ không thì thầy nói là có, bởi vì thầy hay thấy mẹ mình ngồi khóc thầm một mình khi mà tưởng là các con đã ngủ hoặc là không có ai nhìn thấy rất nhiều. Nhưng mà đến khi mà bố thầy trở về thì thầy bảo rằng thầy chứng kiến là mẹ thầy không có một lời chỉ trích nào, không có một câu nói theo kiểu là bóng gió rồi trách móc nào, giận hờn nào, cứ như thế thôi, như chưa từng xảy ra một chuyện gì cả. Và
Chính cái điều đó đã cảm hóa được bố của thầy, đã làm cho ông sống lại tình yêu với mẹ của thầy. Và sau đó thì hai người cùng chết trong một vụ tai nạn. Và đối với thầy đó chính là một cái cuộc ra đi nó rất là viên mãn, là bởi vì được đi cùng nhau đó. Vậy thì khi mình nghe câu chuyện đó, mình mới phát hiện là tại sao thầy Minh Niệm lại trở thành một người gọi là trị liệu tâm lý. Nó thầy đang làm cái việc đó là trị liệu tâm lý, là bởi vì mẹ của thầy đã truyền cảm hứng cho thầy. Các bạn hiểu không ạ? Cho nên mỗi một con người của chúng ta luôn có một người để chúng ta truyền cảm hứng, đúng không? À xin lỗi, có một người truyền cảm hứng cho chúng ta, và chúng ta từ họ mà có được cái cảm hứng đấy, và ta làm cái nhiệm vụ đó. Vậy thì ở đây cũng như thế luôn. Ở đây là bạn, bạn là nữ hay là nam, tự bạn đổi chiều. Nhưng rõ ràng cái hợp pentacle này khiến cho mình nhớ đến câu chuyện của thầy Minh Niệm. Đó là dù người kia có buông lơi, có lúc này lúc khác, lúc nóng lúc lạnh, thì cái người còn lại vẫn cứ âm thầm gieo hạt, vẫn cứ âm thầm gặt hái, vẫn cứ âm thầm thu hoạch. Có buồn, có cô đơn, có trông chênh, nhưng mà vẫn cứ lặng lẽ gieo trồng, bởi vì họ có một cái niềm tin rằng cuối cùng thì cái ngôi nhà này này, các bạn nhìn thấy này, đây cái ngôi nhà này, cái sự đầm ấm yên vui giàu có này, một cái hạt mầm nó mọc ở trong đất ấy, rồi nó sẽ lên xanh, nó sẽ ra hoa, nó sẽ kết quả. Vậy thì có thể ở đây có một người, bây giờ mình chỉ đọc chung hai người thôi, tự các bạn đổi chiều, có một người không tin vào tình yêu này, hoặc là có một lý do nào đó khiến cho họ cứ né tránh cái tình yêu này, thì cái người còn lại luôn là người dịu dàng thắp lửa, là người ẩn nhẫn, là người chấp nhận, là người hy sinh. Và chính cái điều đó đã tạo nên cái lửa này, đó, đã tạo nên cái niềm cảm hứng này. Và nhận ra rằng chính cái người đó đã gieo cái mầm, cái hạt mầm của gì đây ạ? Của sự tái sinh ở bên trong mình. Và tự hỏi một điều là tại sao cô ấy, nếu trong trường hợp là cô gái ấy, nhỏ bé như thế, dịu dàng như thế, mềm mại như thế, mà cô có thể làm được cái điều đó. Còn bản thân mình là một người đàn ông sức dài vai rộng, mình mạnh mẽ thế, mình giỏi giang thế, tại sao mình không thể làm được như cô ấy? Đó chính là sự truyền cảm hứng các bạn nhé. Vậy thì trong trải bài chung ấy, thì chỉ có một phần nào đó nhận thấy điều này thôi. Còn có thể những người trong cuộc sống, trong câu chuyện của các bạn, dần dần rồi họ sẽ nhận ra, nếu như bạn là một cô gái lặng lẽ gieo trồng trong cái trải bài này. Còn nếu mà bạn vẫn quan niệm rằng là tôi không việc gì phải như thế cả, tôi phải yêu thương bản thân tôi trước, thì cái này nó không đúng, không có đúng, không có sai, chỉ là quan niệm của mỗi người thôi. Nhưng mình cũng nhớ một câu chuyện, mình cũng nhớ một chi tiết là MC mình có nói một câu là ở Trung Quốc bây giờ nó có một cái làn sóng mới, đó chính là ly hôn là hạnh phúc. Nếu mà bạn cho rằng kết hôn là hạnh phúc thì ly hôn cũng là hạnh phúc. Ly hôn đó chính là để tìm một cái hạnh phúc khác. Thầy Minh Niệm có nói một câu là thấy thương nhỉ? Thấy thương là bởi vì sao? Thực ra thầy Minh Niệm có nói cái câu này, mình thấy đúng, đó chính là trong tình yêu mà không có sự chấp nhận, không có sự chịu đựng, không có sự hy sinh, thì chúng ta không bao giờ tìm thấy cái hạt mầm tình yêu đích thực ở đó. Tình yêu đích thực nó phải trải qua cái năng lượng đấy thì nó mới có thể tìm thấy được nhau. Còn nếu mà chỉ đơn giản ở với nhau mà không phải chấp nhận bất cứ một thứ gì, không phải hy sinh một cái gì cả, mà cứ đẹp tốt thì tôi ở, mà không đẹp không tốt thì tôi chia tay, thì cái điều đó nó rất là nguy hiểm. Chúng ta cuối cùng thì cái câu này là mình nói này, chúng ta cuối cùng thì chỉ là những kẻ lang thang trong hạnh phúc thôi. Thực ra xin lỗi, lang thang tìm hạnh phúc, mà lang thang trong hạnh phúc cũng đúng. Bởi vì đối với mình á, bây giờ mình cảm thấy là hạnh phúc nó là một thứ gì đó, nó luôn lơ lửng ở trong không gian các bạn, nó luôn lơ lửng xung quanh chúng ta. Và nếu chúng ta cùng tần số với nó thì ta bắt được nó, hoặc là nó tình nguyện nó ở bên chúng ta. Còn nếu ta không cùng tần số thì nó trôi đi, hoặc nó cứ ở bên cạnh mà ta không bao giờ chạm tay đến nó được. Đây là cái điều mà Huyền Thư nói. Vậy thì từ khi mà Huyền Thư nhận thức được cái điều đó thì mình không có ý niệm đi tìm hạnh phúc nữa, mà mình tạo ra một cái năng lượng để có không gian cho hạnh phúc ở lại. Ví dụ thế này, trước đây ví dụ như khi mà mình có một người nào đó lạnh lùng với mình, có nghĩa là cái người mà các bạn phải hiểu để phân biệt này, cái người mà chẳng quan trọng với mình ý, mà họ lạnh lùng hay là họ làm sao chả quan trọng, có nghĩa là bạn không bao giờ để tâm đến một người bạn không thích là họ thái độ như thế nào với mình cả. Thậm chí bạn còn cảm giác là may mắn khi mà họ rời khỏi cuộc sống của mình mà mình không phải tổn thương đến họ. Có nghĩa là bạn muốn đẩy họ ra khỏi cuộc sống mà bạn chẳng biết làm cách nào. Bây giờ họ tự nguyện họ rời đi thì tốt quá, đúng không? Đó, nhưng mà khi ta để tâm đến một người thì toàn bộ hành động, lời nói, cư xử của họ nó sẽ tổn thương chúng ta. Nó tổn thương là bởi vì sao? Ta coi họ là quan trọng.
Vậy thì bây giờ ta thay đổi suy nghĩ đi. Không phải là ta không coi họ là quan trọng nữa, mà ta không coi họ là sự ưu tiên nữa, là trung tâm nữa, mà ta coi bản thân mình, hạnh phúc của mình mới là sự ưu tiên. Chứ còn tuyệt đối không coi thường, không coi họ là một cái gì đó giống như là anh thích thì anh ở lại, anh không thích thì không. Đó không phải là tình yêu. Mà khi ta thay đổi thái độ với lại thái độ ưu xử với vấn đề đó thì tự nhiên nó sẽ khác. Có nghĩa là ta vẫn thương người đó chẳng hạn, nhưng mà nếu như họ có cái thái độ này đó với ta, thì thay vì cái việc là ta tổn thương, ta nói rằng ồ họ đã đối xử với mình thật tệ, và ta làm cho cái năng lượng đấy hành hạ, đúng ạ, hành hạ và làm chủ cuộc sống của chúng ta, thì ta thua nó. Nhưng mà ta mỉm cười và hiểu rằng mình cần phải thông cảm cho họ, mình cần phải tôn trọng họ, mình cần phải cho họ có không gian riêng để họ được sống, họ được làm cái điều mình thích, họ được lựa chọn là họ có nên yêu chúng ta không, họ được lựa chọn là họ có nên ở lại mối quan hệ này không, thậm chí họ được lựa chọn họ nên cư xử với chúng ta thế nào, cho họ không gian đó. Và nếu bạn thật sự quan trọng thì họ sẽ biết cách làm thế nào để bạn trở nên quan trọng đối với họ. Còn nếu bạn chẳng quan trọng thì dù bạn có cố gắng đến bao nhiêu thì họ vẫn thế thôi. Nhưng các bạn biết không, cái tâm của chúng ta nó quan trọng lắm. Khi mà tâm ta khởi lên một cái năng lượng của sự hả hê này, sự tức giận này, sự đau khổ thì tình thế nó khác. Nhưng mà khi ta hiểu là ta cho họ cái quyền tự do, và ta giống như chúng ta có một cái không gian riêng cho mình, để khi nào mà vui vẻ thì chúng ta sẽ đi cùng với họ, nhưng mà không vui vẻ thì ta trở về với thiên đường của chúng ta. Ta sống vui vẻ, ta vẫn để cửa đó, nghĩa là khi nào họ thích về, họ thích đến, họ thích bước vào thì họ bước vào. Mà nếu họ không bước vào thì cũng không sao. Nếu họ đến với một thiên đường khác mà chỉ cần họ hạnh phúc thì cũng được mà. Chỉ miễn là họ hạnh phúc. Khi mà ta đạt đến cái năng lượng đấy thì tự nhiên mọi cái thái độ, hành vi, cư xử của họ nó không bao giờ tổn thương đến ta được. Đây là tất cả những cái gì mà Huyền Thư đã nhận thấy và đã thực hành được. Các bạn hiểu không? Có nghĩa là tất cả những cái điều mình vừa mới nói ấy, nó vừa là kiến thức của thầy Minh Niệm, của MC Bình, và những gì mình đã nhận được, đã thực hành, thậm chí đã tạo ra, giống như đã sản xuất ra một cái loại, một cái cảnh giới, một cảnh giới mình vừa mới nói các bạn, một loại kiến thức, một cái cảnh giới mình vừa nói, để các bạn thấy là nếu ta thử nghiệm cái điều đó thì hạnh phúc luôn ở bên chúng ta, chứ không phải ta phải đi tìm, không phải là ta phải dùng bàn tay của ta, khối óc của ta, ta nghĩ đủ mọi cách để ta kiếm tìm nó. Các bạn hiểu không ạ? Đó, vậy thì đây là tất cả những cái gì mình vừa thấy trong trải bài, cũng là trải nghiệm và chia sẻ của mình. Hy vọng là các bạn thích. Các bạn cảm thấy có một cái ích lợi gì đó cho vấn đề của bạn. Nếu bạn cảm thấy điều gì thì hãy comment ở dưới. Các bạn chia sẻ cái suy nghĩ của các bạn, câu chuyện của các bạn, cái điều mà bạn cảm thấy thích ở Huyền Thư, để tạo cho mình một động lực để mình tiếp tục trải bài. Còn nếu bạn cảm thấy không thích thì đơn giản bạn hãy rời đi nhá, chỉ đơn giản thế thôi. Mình mong rằng mỗi trải bài của mình sẽ là những động lực ấy, tạo ra những cái động lực để mình tiếp tục, mình muốn trải bài nữa. Bởi vì đối với mình, mỗi một trải bài nó là một cuộc cống hiến nghệ thuật, một cái gọi là, mình có thể gọi là một cái gì nhỉ, một cái cuộc lao động nghệ thuật. Ý là mình phải có cảm hứng thì mình mới làm được. Còn mình mà bị tụt mút ấy, là tự nhiên mình không làm được nữa. Cho nên đó là lý do tại sao mình rất coi trọng những comment của các bạn. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Nếu bạn có nhu cầu trải bài riêng thì số Zalo mình đặt ở phần comment, và mình chỉ nhận trải bài riêng qua Zalo. Các bạn giúp Huyền Thư phát triển kênh bằng cách đăng ký kênh, tặng mình một nút like và chia sẻ suy nghĩ, câu chuyện của các bạn, để mình định hướng trải bài chung tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.